Lời Pháp Vàng Ngọc của Tổ sư Ấn Quang. 16 lời khai thị về thần chú Đại Bi. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Khai thị số 1. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng kinh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vạn sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Nguyện 1, Đại Sư Tự Thuật. Khai thị số 2. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, thảm sơn lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói: nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ Phật thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với Ta Bà, ngoài việc niệm Phật ra, chỉ thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân, cũng đều được cả. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Khai thị số 3. Này sống tại chỗ thường có phi cơ bay tới, hàng ngày tụng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho kẻ khác chê cười ư? Quan chỉ chơi chọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chi còn có chuyện Hoàng Hoa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là chủ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bộ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông kinh sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phân vậy. Ngày mùng 4 tháng 8 năm Dân Quốc 26, 1937. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Nguyện 1, thư trả lời cư sĩ Biên Vô, lá thư số 1. Khai thị số 4. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lan không phân biệt, coi điều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và Đại Bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh, tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 1. Khai thị số 5. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh,
hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tâu hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mấy mấy gì. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thần, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu, bà lá thư. Khai thị số 6. Đối với công khóa sống tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hề lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thường, thư trả lời cư sĩ Dương Hữu Duy, năm 1937. Khai thị số 7. Nay gửi cho thận tu và định ái hữu chinh, mỗi người một bảo cho hương đại bi. Cho này đã giá trị hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã chỉ tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bảo cho này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng một phần 20 lượng cho ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất cho lăn xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống một phần 20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành, sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh. Một là vì chẳng chịu cất tay, nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục. Nếu gặp phải món có chất độc thì hoa hoàng chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại, nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số cho còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến, và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm, chớ nên khinh nhờn. Chất cho đã đem dùng để hòa nước sông, hãy nên trộn với nước chát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đã bị khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông, nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thường, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, bốn lá thư,
năm 1936. Khai thị số 8. Một pháp niệm Phật không điều mong cầu nào chẳng được ứng nghiệm. Chứ nào phải chỉ cầu mưa, cầu lạnh bệnh mới có linh nghiệm. Một câu Phật hiệu bao quát giáo pháp của cả Đại Tạng, trọng chẳng còn sót gì. Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viện tu khác nhau. Ví như thuận nước căng bồm, càng lại dễ đến đích. Cũng như ăn cơm, chỉ ăn cơm suông, ăn cơm trắng không có thức ăn cũng có thể đỡ đói, mà có ăn kèm thêm các món thức ăn cũng chẳng phải là không được. Nếu chuyên niệm Phật chẳng chỉ chú thì được, chứ chuyên niệm Phật rồi đã phá chỉ chú lại không được. Huống hồ vãng sanh chú vốn là chân hành cho pháp môn tịnh độ ư? Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý, nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện, huống chi chúng ta thường cầu hạ hóa, kim niệm Quán Âm há có lời nào chẳng được. Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý, nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía, chẳng biết còn có một phía khác. Thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn. Quán Thế Âm, Đại Từ, Đại Bi, tầm thanh cứu khổ. Hãy nên ngoài lúc niệm Phật ra, niệm thêm Quán Âm. Nếu có thể chí thành khẩn thiết, sẽ tự được nhờ ơn Ngài che chở. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao 8 biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập, lá thư số 3. Khai thị số 9. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, cho nên nghiên cứu chẳng lăng, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu chẳng lăng về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liệu sinh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Âm để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu độ cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tuy Tô Châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên quan đi chỗ khác, nhưng quan nghĩ sống chết có mạng, so với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động, bị trúng bom chết yên vui. Vì thế nhất loạt dùng lý do này để từ khước. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp có thể trốn tránh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh, đây cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chẳng nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉnh Nam, năm 1937.
khai thị số 10. Phật là đại y vương, chỉ khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh. Nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ: một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này, chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, từ lời lời tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá, mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phạm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hàng ngày chỉ chú đại bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú đại bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành, sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Hà. Lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính của việc học nghề y năm 1938. Khai thị số 11. Phạm người tu hành, ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hành, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hành. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước cán buồm trong biển khổ sanh tử này. Mau được vào biển Tất Bà Nhã, tức nhất thiết chí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân hờ hững, thì điều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Chỉ chú cố nhiên nên kiên thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiên thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, chọn không có lúc nào ngưng dứt. Ấy là do hết thời chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Người niệm Phật ai nấy tùy phận, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kim thêm tụng kinh, trì chú và rộng tu vận hành cũng được. Nhưng chớ nên chọn chẳng có đầu mối thứ tự.
ắt phải lấy niệm Phật làm chủ, làm chánh hạnh. Những thứ khác đều là khách, là chân hạnh thì tốt lắm. Nếu không sẽ như rải tiền trong nhà, chẳng xỏ thành chuỗi, sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật, Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khắc đều được. Chỉ cần có tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy gỗ vân vân, ắt sẽ tổn phước, giảm thọ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân. Khai thị số 12. Từ lão thái, do uống nước pha cho hương được gia trì bằng chú đề bi, mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn. Đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia quan chẳng trì chú đề bi, năm Dân Quốc 21-1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền niệm ba biến, bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đến điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi, khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình xanh đầy mụn lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn. Trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi, uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú đại bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú đại bi vào cho hương thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Thích bị ba thứ bệnh, chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi liền được lành, bèn quy y. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 8. Khai thị số 13. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ. Do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt năm căn của chính mình, pháp này mầu nhiệm tột bậc,
nếu là nữ nhân, hãy nên tượng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vàng 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa, từ đấy càng phơi nên điều độ, cho nên thường ân ái thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, viết chẳng được nói, bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết có thể mộng chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ. Đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhìn được thì sẽ lâu lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bao cho hương đại bi kèm theo thư. Cho này tôi đã dùng chú đại bi giá trị hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao cho này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy một phần số lượng cho, bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống, sẽ gặn lấy nước trong, chút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hàng ngày thường niệm thánh hiệu Quan Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng cho vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ cho. Sau khi lành bệnh, đem số cho còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất cho sau khi pha xong, nên thêm nước vào để chát lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, cho nên đổ vào nơi ô uế. Cho này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi giá trị mấy chục biến hoặc mấy trăm biến, liền bị người khác muốn lấy đi. Không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Cho này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quang Sao 8 biến quyển 2, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Khai thị số 14. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oan nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng chẳng tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói, lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chở. Để cứu ngạch mà vẫn cần đến toa thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Ông có biết hay chăng? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao 8 biến quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, lá thư số 21. Khai thị số 15. Ông Tôn bị bệnh
hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin gạo đại bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm, chùa Thái Bình để nấu lấy nước uống. Nếu chí thành, ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang chùa Thái Bình thỉnh tăng chờ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo đại bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa, liền cấp tốc đem nấu lấy nước chấm vào lưỡi, mẹ liền nói được. Theo đại chúng niệm Phật, lúc lâm chung lớn tiếng niệm được ba câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú đại bi giá trị hơn 10,000 biến. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao 8 biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, lá thư số 5. Khai thị số 16. Do người ở quý địa trồng quốc để bán, nếu có thể dùng lòng chí thành chỉ chú đại bi vào nước sạch 108 lần, rồi dùng nước ấy để tưới lên cây quốc, vừa đi vừa niệm chú vừa tưới, dầu quốc có sâu quyết cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Nếu cực kỳ cung kính chí thành, sâu sẽ không sanh nữa. Nếu chẳng biết chỉ chú đại bi thì niệm chú chuẩn đề hoặc chú vận sanh hoặc tâm kinh đều được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, chỉ chí thành niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát 10,000 tiếng. Trước hết cúng sẵn một chén nước sạch, niệm xong bèn đem tới cây để rưới. Lúc đem đi tưới thì vừa đi vừa niệm. Đến chỗ trồng cây thì vừa đi vừa niệm vừa tưới. Nếu chịu hàng ngày thường niệm hoặc niệm chung quanh vườn cây, cây ấy nhất định xung xuê lắm trái. Người trong thế gian chẳng biết đạo, chỉ biết lợi. Nếu có thể ý theo điều này, quốc chẳng sanh sói bò, sai quả, thì ai nấy đều chịu niệm. Nếu có sâu, có thể chẳng bắt, phải làm sao cho sâu đừng sanh sản, thì mới là cách giải quyết căn bản. Chữ sâu bọ đã sanh sôi mà chẳng bắt, chắc chắn sẽ không thể làm được. Phàm chuyện gì thuận theo tình cảm của con người thì mới dạy theo, nếu trái lòng người họ sẽ không theo. Ông hãy làm theo cách này trước, nếu thật sự linh nghiệm thì sau đó sẽ đem cách này khuyên khắp cả làng. Cả làng sẽ đều cùng được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chiến Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập, lá thư số 4.